ba con hơn. Con ông đầu tiên phát hiện từ sớm rồi nó không bay ấy. Không không bắn nước đấy bay. Ờ, quăng biết mà. Đây không hiện con là 4 con rồi. 4 con hơn. Ở đấy, ui dồi, nhiều quá. Hai anh em xin chào cả nhà nhá. Chào nhà nhá. Là lên 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 lên. Là lưng lên lưng hơn. Nước ở nhà nó nóng lắm, ngủ không được. Anh em mình là lưng ngủ. Mát rồi, mát không? Mát cực kỳ. Hiện tại thì hai anh em đi tới cái suối này. Dừng xe lại thấy ông nó bắt nước này. Cái con suối này mà ở tập trước á, mình có bắt cái tổ ong mà ông anh ở vàng ngày ông chị á, chính con suối luôn này. Suối hiền thoại. Suối hiền thoại. Không biết là anh em nào mà họ ăn họ xả không chai ở bông bóng rồi tôi luôn anh chạy xe ấy. Chạy xe tải đúng không? Ừ, xe keo quá nghĩ đây biết mà không biết vệ sinh đồ hết nữa mà nông bia rồi dục tứ tung hết mà mấy ông nó không bay ngay rồi kiểu anh đi đường khói luôn cái này mày. Ừ. Mình em ngồi đây nghỉ, thứ nhất là nghỉ này, thứ hai là xem ông bay hướng nào. Rồi chạy tới một đoạn nó có một cái suối mà lúc trước bà em có ngồi ăn bánh tét có mạnh á. Đâu đâu đâu. Không đỡ gì. Ở đó anh em làm trại luôn nha. Hướng nào, hướng nào? Hướng nào? Hướng nào? Chỗ đầu mỡ không? Hả? Này. Khe này này không? Ờ, thế khe này quá. Ủa, phần có phải bay là gần cua làm ồ. Ờ, phần lắm chứ. Nó bị phần mà. Chơi đâu mà chơi, nhắc đồ vô rồi chơi hết đúng không? Xuống dọn rồi hả? Hai anh em đồ nhiều thứ ốc. Trời ơi, em ô muốn đổ mưa nữa rồi sao ạ? Thằng núi đi cái là... chiều vậy ha? Thằng núi mà là núi cái là chuẩn bị mưa vậy ha? Hai anh em đi bơ quen cái tạp khóa là núi mà. Như vậy là hai anh em đã làm trại xong rồi. Mấy tiêu hộ. Ấy, trời hồng hồ ấy, không hiểu sao là hai anh em cứ lên rừng là mưa. Bó tay luôn. Ở nhà thì nắng chang chang, lúc đi thì trưa rồng bóng. Mấy anh em xuất phát không tầm 10 giờ cho đi đường dầu nắng cực kỳ luôn à. Ừ, test thử chứ. Hồi chiều mưa ấy, nó không có cái mặt trời nữa nên là nó nhanh tối lắm. Chiều tính làm cái trại xong rồi đi sang ghe mà trời mưa ấy, mặt trời nó tối thui à.
Rồi mình em thôi, để ngày mai luôn. Lâu khiếp thật không? Giờ chỗ này nó hơi rậm á, mình em phải dọn nữa. Hơi lâu. Trời ơi, nước trắng nữa rồi, vai à. Nước trắng nó mới nấu bọt lắm. Như vậy đủ là hơn. Như vậy vai, vô em không hết đâu. Anh em mời cái nhà ăn cơm nha. Ăn cơm đi. Là cái nhà. Nhà là hả? Chù mâm cá mà còn cầm cháy ở đây thôi chứ. Ừ hả? Ở nhà nóng đực này nha, lên rồi ăn cơm thử ngủ với mâm hát. Mời nha, ăn miếng cơm cháy nha. Giòn. Giòn ra. Giòn. Có giòn không? Ra không? Nấu cơm thì nấu vậy á. Quá ảo. Quá ảo. Cái này chai rồi á. Vì dài thế không? Cái này mới mùi giòn hả? Không có mùi giòn. Mắm đây à, mình thấy không ngon rồi. Cái bánh đúng chưa? Sáng 10 nha, tất trời nóng. Nóng hỏi luôn rồi. Bình rừng ha. Phải đen đi. Phải đen không? Phải bình đó. Mà nhà cũng phải bình nha. Mở nhà uống cà phê nha. Đi hơn ngủ ngốc ở đâu không? Từ 7 giờ rưỡi á, tới quánh một giấc tới 11 giờ. Về đi tiểu. 12 giờ. 12 giờ hả? Giờ đi tiểu xong quấn giấc tới mấy giờ? 5 giờ luôn. Đá thiệt không? Hai chai nước nối của hai anh em. Một chai là cây nấm ngọc cẩu hả anh Tư? Nấm ngọc cẩu này. Một chai là đông trùng hạch thảo. Anh Thi anh làm bên cái lời giá tiên ấy. Có ông chú chủ á, thì ông tặng cho hai chai. Anh Thi anh mang đi rừng uống luôn. Rượu thuốc à, không uống nhiều được, uống ít thôi. Uống nhiều rồi nó phản tác dụng. Trời, uống tới ngày gì biết hết chưa? Hai chai uống đúng không? Uống hết biết hết hay không? Chúc à, nóng. Cái chai này là mấy em đã mang theo đi rừng. Được nấu từ cái cây trà dung á. Ở tập trước á, mình em có được ong về rồi sẵn ghế và hái luôn này. Mình phơi khô. Mình phơi trong bông râm á, là nó được cái màu nó còn xanh nha. Và nó còn chắc. Nếu mà mình phơi ngoài trời á, nắng á, là nó sẽ vàng đậm hơn. Mình phơi ngoài trời là nó mất chất. Nó không được ngon. Mình phơi bông râm, nó từ từ nó khô dần khô dần. Mình hay ơ bụng lắm. Mình uống vào nó đỡ cơ lắm, nó hết. Cái mẹ đấy thì có ông anh ổng đặt mua 3 kg, nhưng mà mình em chưa có thời gian ấy, đợi dành đi rừng uống rồi khi nào rảnh thì mình em hái. Hiện tại thì hai anh em lên cái khu vực này á, chạy xe lên một đoạn á, bỏ xe vào đâu đi bộ lên đây. Ở chỗ này có một cái suối cát này. Hai anh em mình thấy ong nó bắt nước rất là nhiều. Bây giờ hai anh em mình ngồi đây
để canh cái vị trí nó ở đây, nó muốn bay lên. Anh em sẽ lấy ống nhòm mà canh nó bay thử hướng nào, rồi bắt đầu anh em đi tìm nha. Mình mới nhìn mấy thương mình sơ là một hướng bên này, rồi, hướng bên này nữa. Anh Thì đang chặt mấy cái cây để mình dỡ nhòm mà. Cái chỗ này người ta đang bóc keo á, nên là có tiếng xe. Lại không? Ừ. Đây, mình em thấy nó bay hướng này nhiều này. Giờ anh em sẽ lên cái khe này nha. Lên tới cái bánh á, mình em quật lại xuống xem nó bắt nước nữa. Bây giờ tầm 9 giờ. Chưa có bắt nhiều. Tầm khoảng 12 giờ. 12 giờ. Trở về chiều thì nó bắt nhiều lắm. Chỗ này có một cây rễ da nó bám vào đá này, chi chít luôn. Ở dưới phía dưới mình nhìn không thấy, mình lên tới đây xong mình ngước lại là mình thấy tổ ong. Nói chung là ong này nó cũng hơi nhỏ. Đâm zoom lại, đâm zoom lại cho nha xem này. Nó mới ốp sao ta, nhỏ lắm anh Thi ơi. Ấy là cái tổ nhỏ lắm. Nó như đang làm hay sao ấy. Thì nói ong này nó mới đóng mà, nó mới làm. Chắc tầm khoảng 15 ngày nữa, nửa tháng nữa ong nó mới rộ. Ong nó mới về, bắt nước nhiều. Đấy, cây này nó làm tổ này. Nó hơi ngã vam vam xuống núi. Tầm khoảng cỡ 10 ngày nữa là khả năng mọc nó nhiều. Giờ anh em chắc đi tìm tổ khác. Thì anh mới thấy con rắn lục xanh này. Đấy, mới đập nó chết rồi. Cái rừng một tiếng này con rắn lục xanh này nhiều cơ lắm. Nên là anh em đi cẩn thận. Nó nằm ở trên cây rồi, nhiều khi mình đi lên dốc á, mình bám vào, mình đụng vào cái cây á. Là đụng nó là anh táp chứ mà. Trái chín hết rồi không? Mình nói chuyện rầm rầm này nó chạy hết đấy chứ. Phải gì không? Thì sao nó trái rụng? Hả? Nhìn. Mới thấy chìm không? Ờ, cái da cái gì? Ai chim chim ấy? Thịt đây đâu? Nãy giờ gặp hai sắc dạng ngọt ngu. Củ chanh thấy không? Ờ, củ chanh. Thế mất thấy cái đuôi nữa. Ấy, uầy, uầy, đây đây, củ chanh. Ấy, ui ô, ui ô. Tù chín đỏ rồi. Đây, lần tới này anh em phát hiện được cái đa trái trên đỏ luôn à, củ xanh này đấy. Vào đây, vào đây tí. Ui để gói rồi không ấy. Ừ. Hèn chi lô cốt nó kêu ổi hết ấy, nó kêu ấy. Góc ngay trước mặt mình này, bự khiếp rồi. Ấy, bự lắm. Giờ anh em tiếp tục đi tìm. Thì giờ đó thì đỡ hôm nào mấy em rảnh á, chắc là cũng phải lên đây. Lên để kiếm ít mồi. Uầy, chỗ này có tảng đá. To. To quá trời vào đất luôn.
hai anh em đã xuống lại cái chỗ ông nó bắt nước á, sáng á, xuống giờ trưa trồng bóng, trồng bóng này xem kỹ lại hướng nào. Ông thường thường nó bắt nước là những chỗ trống á, trống thiệt trống nó bắt nhiều lắm. Quê trống với lại nước nó cạn á, rì 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 ra lấy. Ông mà lấy nhiều gơ nhiều. Ủa, hôm nay không có ai đi vậy? Năm nay ở chỗ mình ấy, ông nó về nhiều gơ nhiều. Năm ngoái thì không thấy ông nó bắt nước nhiều đâu. Năm ngoái thì mất một ông. Năm nay được một ông mà ông nó mới về. Còn tầm 10 ngày đến nửa tháng nữa là ông bắt đầu mật nhiều ạ. Hai anh em sẽ đi cái khe này trước, sau cái cây này này, lên đó xong cái quạt qua đây. Chỗ này là ông một hướng, sau cái cây này một hướng nữa, bên khe này một hướng, ở sau lưng hai anh em một hướng nữa. Chắc có lẽ là cái hướng sau lưng này là cái tổ sáng mình đi gặp mà còn non á. Quạt qua đây cho anh em một hướng nữa, tạm thời hai anh em sẽ đi khe này trước. Mùa này mua chỗ đợt của sóc rồi sao nó kêu ối hết à. Sóc bà già. Cái cây này có cái bộ rễ thật là quái lạ luôn. Bộ rễ nó bành, nó hình tam giác. Cây thì nhỏ mà nó bành nó đẹp lắm. Giống như cái con dao ấy, mỏng dánh luôn. Ui, đẹp. Ngay chỗ khe nãy mà sủi xuống luôn không? Ui, vô. Xếp thiệt không? Ờ, cái đe thiệt cao không? Như vậy là sau một hồi hai anh em rảo thử ớn luôn ạ. Rảo bái cháy một chiếc luôn. Lần đúng cái chỗ mà nó nhiều xuống luôn mà không gặp. Thì hình ở bên này nó cái cây nó cao lắm, cao với lại mà ở dưới cái tầng ở dưới là cây con nhỏ nhỏ nó che á, mình nhìn lên không thấy được, khó thấy đó. Khó thấy. Hiện tại thì anh em mình lên khu vực này đỡ rừng gà. Lúc đi ông xuống thì mấy anh em có về trại tắm rửa rồi bắt đầu đi lên đây rừng gà. Khu vực này mấy anh em chưa rình bao giờ nữa, không biết có không ở đây. Thất bại là mẹ của thất bại. Hiện tại anh em đã về trại, gà thì thua. Gà bọc đòi cũng rình luôn mà. Có đây. Chiều vậy ha. Không có ngay, khu phải khu địa bàn của mình chiều à. Lân đen này. Giờ chắc anh em vô nấu cơm rồi, ăn cơm là đồ nhà mang lên đây. Rồi, một món này. Được cơm vô đá. Cơm chiều của hai anh em đơn sơ nhá. Mắm đậu phộng. Đậu phộng này. Bầu âm. Bầu âm này. Đấy. Cà dưa leo này.
Con cũng một cơm anh em cũng làm chút điều nha cho nó ấm cái bụng. Giờ ngủ không? Chút quá. Như vậy. Anh em mình mời nhà ăn cơm nha. Mời nhà ăn cơm nha. Coi dùng mấy người nhau. Đúng không? Cấp thịt. Anh ơi, ăn cơm rồi anh nhé mà đi không ạ? À? Thủ địa đây làm chút điều rồi anh em ơi. Ủa anh em thì cơm nữa nha. Nặng quá nặng rồi. Không có gì nặng. Cố gắng sẽ thành công. Thường thường mà có đầu nản. Bao nhiêu rượu nha? Thường thường lắm. Cũng thường. À. Rồi. Lên lúa này. Một vàng ạ. Nhắm mình dưa leo. Thằng em mình thằng viên về hiệp mà uống rau cầu cù ao cũng được mà. Thôi. Ngon điều. Dưa leo sẽ lấy ra nhẫn nhẫn ạ. À. Sao đó? Ở bà cà cũng rất ngọt. Do một cái ở bà cà cũng tình hình là ngày nay hai anh em lên gặp được tổ ong. Nó không còn non quá, nó mới làm, không bắt được. Trên gà thì không có, giờ ăn cơm là rau củ quả. Chắc clip hôm nay anh em cũng xin tạm dừng luôn. Rồi anh em mình bye bye nha, chúc nhà ngủ ngon nha. Bye nha nghe, chúc nhà ngủ thiệt là ngon nha. Anh em tao đây ngủ ngon lắm á. Y bài phải không? Mới thay một vô hết chiều nè.